thế nào để nghỉ. À, thế là 3 ngày nữa. Vâng. Chợ em quán xuyến chứ bây giờ này, tùy em đấy thì em cuối năm em làm cũng được. Ví dụ bây giờ các cháu nghỉ rồi thì các cháu sẽ hỗ trợ anh là làm việc nhà này, anh sẽ lại hỗ trợ em, hai vợ chồng anh sẽ hỗ trợ em là cái nhà trên kia, ví dụ như quán xuyến con người này rồi là các thứ đúng không? Đấy thì anh phải nói như thế thì em mới dám làm chứ. Bây giờ em tự lên là tự làm không thì cuối cùng chả ra hình thù gì thì chết. Anh em lên làm thế nào thì anh hỗ trợ em con người, ví dụ như là nước này, đất này, rồi cây này, nên giàn giáo phải có cây chứ đúng không? Trên kia là san bằng hết à hay là như nào? Dạ. San bằng hết à? Ở đây liệu là giả dụ như đầu tuần tới em cho vật liệu lên thì có đi được không? Đường có ổn không? Đoàn trên ô tô này đi chỗ mà lầy lầy đấy hả? À, đúng rồi. Là khó. Lên này chắc là cho số của ngoạt lên, à, xe của ngoạt lên thôi, xe to nó chở được nhiều. Nhưng mà xe của ngoạt nó một cầu thì sẽ có lên được không rồi? À, phải hai cầu à? Ừ, hai cầu thì cái chỗ sau thì nó đấy, lo là lo như thế thôi, làm thì vẫn ở chỗ anh em mình quyết định kia rồi nhỉ. Nên bây giờ xe mà không lên được, anh em mình sẽ cập nhật kỹ về đường xá các thứ khi mà vật liệu lên cho mọi người cùng thấy. Đấy, chứ không phải là thế này thế kia. Bây giờ chính thức là mấy hôm nữa là các cháu được nghỉ hè đúng không, là bắt đầu sẽ làm nhé. Bởi vì là em cũng đã nói rồi, xong công trình nhà chứ là quay về đây là làm nhà các cháu là sẽ làm thôi. Chứ để lâu quá thì nhiều lúc là người ta lại nói em thế này thế kia, em cũng sợ lắm. Bây giờ là anh chỉ có ở nhà không, xem có nước thì đi làm rùa, có nhà không. Thôi từ từ nhá, đừng có làm ruộng vội nhá. bây giờ mà mưa có nước là anh được làm ruộng, nhưng mà chết em là nhà lại treo. Hiểu chưa? Đấy. Cái kiểu chân đấy nó chưa cây mà cái nhưng mà đường đi rồi. Vấn đề là đường đi. Lâu quá không gặp rồi, vẫn béo như ngày nào nhỉ? Con chó của ông Hồ này. Thôi, đi vào nhà đi nhỉ. Bà vẫn khỏe chứ anh? Nào. Sáng nay đưa Dính đi dưới Yên Ninh làm gì ấy? Đi à, cô bảo là đi nhà mỗi quà nó chưa. Ở đâu? Ở xã Lao Chải hay là ở thị trấn? Ở thị trấn luôn à? Đâu quà gì, được cái gì chia sẻ cho em với. Được một cái đơ thôi, bảo là chưa nhận được tiền. Bao giờ nhận được tiền? Bà con bà là lúc nào có tiền thì sẽ mang đi lấy. Thế là sáng nay chỉ đi nhận cái này chụp ảnh này thôi. Đúng rồi. Tất cả mọi người đều thế à? Tất cả mọi người. Đây, phải được 1 triệu. Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Giang. Thế là chỉ đi nhận cái tờ này xong về. Đúng rồi. Mất một buổi sáng. Mất một buổi sáng. Tiền xăng không có. Không có. Cái này phải giữ nhá, không đến lúc có tiền lại chả có cái phiếu này thì chết đấy. À, đúng rồi, cô bảo là phải giữ cái này mà. Ừ. Lúc nào đi thì phải lấy cái này đi. Ừ, lạ nhỉ. Em tưởng là phải có tiền thì mới trao như này, nhưng bây giờ trao chụp ảnh xong lại không có tiền, thế thì nói làm gì nữa. Chắc là chưa giải ngân kịp hay như nào đấy. Cái đấy thì em không biết đâu. À, đi nhận quà là nhận cái này à? Đúng mà. Cất vào tủ đi rồi chỉ cất thế thì... Cất thế thôi. Rơi đi thì đúng là thôi mất tiền 1 triệu. Ông, ông, ông. Con chó đẹp quá nhỉ. Chó. Thế chạy bò. Bò lo lo bò. Úi ô, bàn dính. Khỏe thế. Úi dồi ôi. Nặng quá. À, đây là gái lớn. Đúng rồi. Thế rua đâu? Rua về sau á. Rua về sau à? Đấy. Ôi dồi ôi. Khỏe nhớ. Hello, xin chào.
À, cô chết rồi, cô chết. Dưa lớn quá rồi nhỉ. Hello. Dưa thế hộ cắt thôi à, không điệu được hả? Thôi, trong nhà quá. Nó là bò. Nó là. Nó chi ra ngoài luôn. Bà đợt này có vẻ khỏe hơn nhỉ? Thấy nói chuyện tươi tươi hơn tí. Đi từ mấy giờ đây hả Dính? Khi tỉnh quá chị à? Bật máy à? Lúc máy quạt à? Ui ui ui. Đi lấy cỏ về lên giường luôn. Này ra con đau là A. Ta đấy, con sẽ cầm một A nè. Còn nhớ chú không? Có. À, chú tên là gì? Hiệp. Bạn Du còn nhớ không? Nhớ. Nhớ à? Rồi, ngoan quá. Mệt quá nhà, chắc nữa nghỉ ngơi một tí đã nhé. Đi từ mấy giờ? Là gì? Từ mấy giờ? Không nhớ à? Anh bó với anh Vư chưa được nghỉ à? Thế mấy hôm nữa Dính có đi tổng kết không? Dính có được giấy khen không? Đợt này đúng nghỉ hè. Đúng nghỉ hè là các bé vất vả mặt đen hết. Các bé vẫn ở nhà bên này chứ anh? Có hả? Ba bé thì vẫn đang là ở nhà chú Vương, cái nhà chú Vàng, cái nhà mới. Tay Vư là lớn rồi nên là lại trở về chỗ cũ rồi. Chắc chỉ có 2 ngày cuối tuần thôi á. Đỡ mệt chưa? Nào, bạn nào ra đây nào. Chào các ông các bà thì lâu quá không gặp Dính Rua rồi. Nào Rua đứng dậy nào. Nào Dính nhìn vào đây nè, khoanh tay vào. Cháu. Chào. Chào ai nhỉ? Các ông các bà. Chúc các ông các bà. Xem video vui vẻ. Mình tên là gì nhỉ? Dính. Cái gì Dính nhỉ? Vừ thị Dính. Vừ thị Dính à? À Lù à? Thế bạn này, ra đây nha anh. Nào, lâu quá chú không gặp rồi, cho ôm một cái. Nào, Rua nhìn vào đây, bây giờ lớn bằng nhau rồi đấy nhờ. Có mấy tháng rồi, thật sự trẻ con phát triển lớn nhanh thật. Nào, không cười, nhìn vào đây. Diễn luôn. Cháu. Chào. Các ông, các bà. Các ông, các bà. Nào, dạy em nào, Rua dạy em nào. À, Dính, dạy em đi. Thích làm nhà mới chưa? À, có thích không? Đó, con chuẩn bị làm nhà mới nhé. Đây làm nhà mới thì Rua Dính lên đấy hộ chú đun nước uống nhé. Nhớ chưa? Bây giờ nghỉ hè là Dính sẽ làm gì? Hả? Rua là được nghỉ rồi à? Hả? Dính được nghỉ chưa? Chưa. Thế bao giờ được nghỉ? Hết tuần này. Hôm nay là thứ ba, thế hết tuần này thì lại còn mấy ngày nữa. Nghỉ thì về hộ chú nhà trông em cắt cỏ như lúc nãy nhà. Nhưng mà vác vừa vừa thôi, vác to quá, sau này cái này đu mò đùa đấy. Lu đùa mò mò ý giản tục bò lò mà lý sư. Đến thời điểm hiện tại thì các bé có lẽ là đã
đã thích nghi và tập quen với cuộc sống của các bố rồi. Do vậy là không còn cảm xúc nữa, chỉ chờ đón món quà cuối mà các nhà tâm cô chú ý chị thông qua kênh Tam Giác Mạch hỗ trợ sẽ hoàn thiện và bàn giao cho các cháu trong trong mùa hè này. Như thông tin vừa chia sẻ thì cho anh Vàng đây là Vư là bây giờ là lên ở nhà cũ rồi, cuối tuần về là lên đấy ở và là lớn rồi, không sợ nữa, lên đấy ở trong đất đai rồi là những cái gì mà bố còn để lại trong trên đất. Đi nhau được giấy khen hay không cũng không biết à? À dính. Năm nay lên lớp 5 nhỉ? À, lớp 5 là vẫn ở xã, lớp 6 là ở đấy luôn nhỉ? Nào dính ra đây chú hỏi đi. Lấy ghế ra đây ngồi. Có tê hả? Chỉ có chị. Ê, đi luôn xưa nào. Tao chú hỏi một tí. Thế sáng nay đi nhận quà không được quà gì à? Được cái gì? Tiền á? Được chưa? Thế, thế là cô bật xuống đấy nhận tiền à? Nhận quà đúng không? Thế sao không bảo chú bà đưa vào nhà chú chơi? Mấy giờ về đến nhà có biết không? Không ạ. Có biết anh Bó năm nay được giấy khen không? Không biết. Anh Vư? Anh Vư lên năm nay bây giờ nghỉ hè là lên lớp 9 nhỉ? Anh Bó là lên lớp 8 à? Bó lên lớp 7, Vư lên lớp 8. Có mấy tháng thôi không gặp các cháu mà mọi người thấy rõ rệt là cái sự vất vả khi mà không có cha mẹ. Các bé làm lụng đen hết mặt rồi là mặt dài hết, đã gọi là già hơn trông thấy luôn. Nhất là cái rua thời điểm mà Tết anh em mình lên ấy, thì mọi người thấy rồi, rua còn rất là mũm mĩm, còn rất là non nớt nhưng mà bây giờ đã chững chạc hẳn lên rồi. Đấy. Thế nên là anh Phó với anh Vư về thì bảo là chú Nghiệp chuẩn bị làm nhà cho nhé. Thì bảo như thế, chắc sau tuần nắng thì chú sẽ cho vật liệu lên nhé. Nhớ chưa? Khi mà làm nhà thì muốn anh em lên nhà cũ ở đi nhỉ? Không sợ hay sợ? Không à? Anh Vư lên đấy ngủ à? Anh là muôn mình á. Ôi dồi ôi, quá là giỏi. Chỉ có mỗi cái băn khoăn như là đường đi thôi, như anh bà vừa nói đấy. Thì mọi người xem lại những thước phim cũ sẽ thấy những cái khu vực nào mà nó trũng nhất, nhiều nước thì sẽ phải sử dụng xe hai cầu để đi. Thì trong thời gian tới anh em mình sẽ triển khai và sẽ chia sẻ kỹ hơn ở trên video. Tuy nhiên thì hôm nay lên đây để thông tin tới tất cả mọi người là lý do vì sao trong suốt gần đấy thời gian mà không triển khai nhà. Nói thật là nếu như mà trong thời gian đấy anh em triển khai thì sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn. Bởi vì là đang đào đường thì mọi người biết cái thời tiết ở miền Bắc nó như thế nào rồi, mưa liên tục thì cái đường nó sẽ rất là khó để vận chuyển. Bây giờ vào hè rồi, hy vọng rằng là nó sẽ ủng hộ cho cái quá trình làm nhà của mình trong một tháng sẽ hoàn thiện được căn nhà cho các bé. Mọi người yên tâm nhé, các bác cũng như quý chị khán giả thông qua kênh Giáo Dục Cứ yên tâm, kế hoạch của anh em mình như thế nào thì vẫn cứ làm như vậy. Mà cũng rất là lâu rồi cháu Hiệp không quay chia sẻ video gì về các cháu cả, do vậy là sợ, cũng sợ rằng là bản thân mình cầm tiền thì cũng rất là nóng ruột. Bởi vì là đồng tiền ấy bao giờ nó cũng là con dao hai lưỡi. Đấy, mình nắm chặt một lưỡi thì là lưỡi còn lại thì không tay mình thôi, còn không thì rất là nguy hiểm. Chắc chắn là cũng nhiều người đang ấp ủ những cái câu hỏi thắc mắc tại sao mấy tháng trời mà thằng Hiệp nó không làm nhà, hay là nó lấy tiền đấy đi gửi ngân hàng, hay là nó đi cho vay nặng lãi hay các thứ để nó làm lãi. Thật ra thì đã gửi một tài khoản thì nó vẫn nằm một tài khoản thôi, cũng chẳng đi đâu cả. Cháu Hiệp thì không bao giờ làm những cái điều như vậy rồi, tuy nhiên thì điều kiện chưa cho phép, do vậy là chưa thể cất nhà thôi. Bây giờ thì nhà chứ thì
chỉ còn lắp điện với lắp nước nữa là xong, thì chỉ còn những cái hạng mục tí tí bằng móng tay thôi. Do vậy là anh em mình dành hết toàn bộ thời gian sang bên này, trong tháng 6 cơ bản sẽ phải xong cái khung nhà của các bé, nếu thời tiết ủng hộ mọi người, nếu thời tiết ủng hộ nhé. Có như thế nào anh em mình sẽ cập nhật, không thì mọi người lại bảo là lấy lý do thời tiết đến, thậm chí bây giờ đến sương mù vẫn còn ở trên ngay nóc nhà này này. Thế nên là hôm nào vận chuyển vật liệu hay như thế nào anh em mình sẽ cập nhật cho quý khán giả biết về đường xá. Ở đây thì sẽ chăm sóc là thông tin là từ chỗ anh Và thôi, hôm nào mà mưa các thứ của em trước khi lấy vật liệu lên mà em sẽ gọi anh để anh thông tin xem là đường đi được. Nhưng mà xe hai cầu thì chỉ cần như hôm nay là khả năng đi được đúng không? Ở đây thì không chở nặng được như các chỗ khác đâu, bởi vì đường này người ta thu tiền thì mình sẽ bây giờ để không thu. Tuy nhiên thì nói chung là xe sẽ không chở nặng được như các chỗ khác, sẽ phải nhiều chuyến và sẽ phát sinh phí. Thì hôm nay gặp anh Và ở đây cũng như là các cháu, mấy hôm nữa vư với phó về thì cũng thông tin giúp em là sang tuần, thứ nhất là đầu tuần tới thì là em sẽ cho bắt đầu cho vật liệu lên. Thì gia đình anh sẽ phải hộ em, thứ nhất là giả dụ như bốc xi măng bốc ở đâu xếp ở đâu này đấy, thứ hai là anh em thợ đến thì cũng hỗ trợ lấy cây để anh em thợ làm lán chẳng hạn, hoặc là như thế nào đấy, rồi là nước thì không lo rồi nhỉ, nước thì không lo đầy đầy. Đại loại là gia đình anh sẽ hỗ trợ, bởi vì bây giờ các cháu không hỗ trợ được em cái gì đâu. Đúng rồi. Khả năng các cháu thì hỗ trợ anh lấy cỏ, còn anh thì hỗ trợ em trông quản vật liệu, rồi là đôn đốc và giám sát công trình một tí cho đến khi hoàn thiện. Em cho vật liệu lên thì em cũng sẽ đến khi làm xong nhà thì sẽ công khai tài chính hết, chi bao nhiêu, dư bao nhiêu. Đấy, lúc làm nhà có bao nhiêu thì nó sẽ ra hết tiền thôi. Đấy, rồi là nhà thì bọn em sẽ thiết kế, sau đó là thợ của đội của em khác lên làm hết, anh không phải lo cái vấn đề thợ hay là cơm nước gì, không phải lo đâu. Đấy, anh chỉ có giám sát thôi, không phải mất một cái gì ngoài thời gian hỗ trợ trông vật liệu các thứ. Nói chung là anh cũng cố gắng dành cho em khoảng 2 tuần nhé, nếu mà nắng ráo 2 tuần là xong cái nhà rồi. Có nước thì ai cũng muốn đi làm ruộng thì em cũng chả làm được đường đi đến đây thì... Nếu mà anh mà có nước làm ruộng thì em đường em không đi được, ô tô không đi được. Đấy, thế thì rất là chết dở. Lâu quá sợ người ta còn đồn là em lấy tiền tiêu hết rồi. Cũng rất là nhiều cái vấn đề thật sự, cầm tiền từ thiện thì nó thế anh ạ. Người biết thì không sao, người không biết thì nghĩ là à rồi lâu quá không thấy chắc nó ỉm đi tiêu hết rồi, hay là nó thế này thế kia. Nhưng mà anh em mình vẫn lo được chỗ ở cho các bé yên tâm, đó là gì, nhà chú Và thì được nhà nước hỗ trợ một căn nhà kiên cố chắc chắn. Anh em mình đã mua giường, mua chiếu, mua chăn, mua đệm lên để cho các bé ở tạm thời. Hiện tại là các bé của nhà anh Và chưa lớn, do vậy là ở chung, thế nên là cũng không lo. Do vậy là mới chia sẻ với mọi người từ trước lại là kể cả có làm chậm hơn một tí đi chăng nữa thì mấy bé vẫn có chỗ ở ngon lành đó. Xem là như vậy thôi, có điều gì mà anh muốn chia sẻ với em không? Đấy, khi làm nhà hay là bất cứ cái gì, có điều gì muốn chia sẻ không? Sáng nay ra thị trấn lại chả vào em chơi để còn biết. Em định gọi anh vào nhà em để em đỡ phải lên rồi, nhưng mà cứ phải lên thực tế không thì các bác lại bảo là em ngồi nhà em nói phét là trời mưa hay là đường bẩn, cứ phải lên thực tế thì mới có minh chứng, mới có những cái nói thì phải có sách mách, phải có chứng. Các anh thế nào chứ em bảo rồi xuống đấy thì cứ thật thế vào nhà em chơi, em có thể cho các bé được thế này cái kia một hai gói kẹo chẳng hạn. Không lên chơi kia mấy? Chắc không lên nữa đâu. Anh miêu tả đường như thế là em hiểu rồi, bây giờ lên thì cũng có mà bật hết xe. Nói chung là cái đoạn từ đây cho đến đến cái dốc kia, dốc để mà lên kia là trơn đúng không? Có nước kia, mọi bình thường cái đoạn mà có nước ấy. Còn từ cái đồi lên trên kia thì có một cái chỗ rừng vầu là trơn thôi. Còn đến chỗ ruộng rồi thì là nắng như thế này thì cũng sẽ lên được. Hình như là họ vẫn thông ra C9 thì sao mà thôi. Bây giờ ô tô đi được không? Ô tô con hoặc xe máy ấy. Có vướng chỗ nào không nhỉ? Em đang muốn đi thông một phát từ cổng thành về đây chơi một chuyến xem thế nào ấy. Đất trên này rồi chắc đắt lắm nhỉ? Dân mở đường cái dân bắt đầu là sốt đất. Đấy. Nếu mà thông ra C9 thì dân ở đây phát triển rồi.
hôm em ngồi với chủ tịch thì ông Lâm Lan thì họ nói là chỉ không đến Sủng Hòa thôi. Không biết là đến C9 hay không thì thời gian tới sẽ biết được. Thế thì vẫn cứ mưa thôi nhỉ, đây ấy. Vẫn cứ mưa thôi, em thấy thời tiết này. Đài báo là trong 1-2 hôm nữa là miền Bắc mình là còn mưa dông kéo dài ấy, không biết thế nào. Tuy nhiên thì lâu lâu cũng... Ôi điện đấy nhá. Có nào rồi ạ, nguy hiểm đấy nhá, anh bảo trẻ con không phải tay ướt thò vào ổ điện là nguy hiểm lắm. Đừng có đùa. Bữa trước ở trên khuôn sản có một thanh niên về sạc điện thoại. Thế là tắm tay ướt, à đâu đun nước, nấu mì, thế là tay ướt thế nào thò ổ điện chết luôn. Chết tươi luôn. Bố mẹ về thấy con nằm ở trên giường cười cười, tưởng là con làm sao, sờ vào thì cứng đơ rồi. Đấy, nên trẻ con điện đó là hết sức cẩn thận. Đấy. Vậy thì chốt như vậy đi, thông tin tới quý khán giả, cô ba anh chị và mọi người một chút. Vài hôm nữa thì anh em mình trong lại lên và bắt đầu sẽ chính thức khởi công căn nhà của bé Dua và ba anh em nữa. Tuy nhiên thì cũng bật mí với mọi người là trong thời gian tới thì cháu Hiệp đi học. Nên do vậy là công việc quán xuyến sẽ nhiều hơn là chỗ ở chỗ trọng, sẽ rất là vất vả và sẽ truyền tải nội dung công việc cũng như là sát sao. Cháu Hiệp thì tranh thủ cuối tuần và về đôn đốc thông qua điện thoại nữa. Nên là rất mong là cô ba anh chị vẫn sẽ ủng hộ cho cái kênh Tam Giác Mạch với những video chia sẻ từ trọng. Và gian hàng nhà cháu Hiệp thì vẫn bán liên tục mọi người nhé. Vẫn cứ bán liên tục thôi và khuyến mại liên tục. Nên là các bác có nhu cầu mật ong hay là măn miến, rồi là mộc nhĩ, rồi là các sản phẩm óc chó cao nguyên đá, rồi nụ tam thất, trà uống, trà hồng sâm các thứ, thì mọi người cứ liên hệ. Trầm chéo các thứ có, bán liên tục quanh năm. Nên là mọi người mong là mọi người sẽ ủng hộ trong cái thời gian khó khăn này. Cháu Hiệp sẽ có một cái video thông báo cụ thể cái lịch trình và thời gian cháu Hiệp giãn đoạn kênh để cho quý khán giả, cô chú anh chị và mọi người nắm được. Tạm thời là chưa có lịch chính xác nên là chỉ bật mí như vậy thôi. Đó. Thế thôi, bây giờ bọn em đi về đây nhé. Vâng. Ở đây cũng chả có việc gì, anh còn đi làm nữa thì... Chào Dính nhá, chú đi về đây. Dính chào chú chưa? Trẻ con chẳng biết gì, lơ tơ mơ lắm. Thống nhất thế nhá, thời gian làm nhà là vất vả hộ em đấy nhé. Bây giờ bố mẹ không còn rồi thì em không biết dựa vào ai, thì có nhờ ông bà đấy, nhờ ông nào nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi thước phim của anh em mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn rất nhiều. Okay. Hai trai hai gái.